Cuộc thi vùng miền tiếng Anh Fast English Speaking Contest 2016 do Khoa Kinh tế Phát triển Trường Đại học Kinh tế Huế phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES American English School chi nhánh Huế đã được khởi động từ ngày 10 tháng 11. Trải qua hai vòng thi đã thu hút đông đảo sinh viên trong Khoa Kinh tế Phát triển tham gia và đêm chung kết đã được diễn ra vào tối ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường C, Trường Đại học Kinh tế 99 Hồ Đắc Kỳ, thành phố Huế. Tham dự đêm chung kết, về phía Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES có bà Trân Hoàng Thị Ngọc Ánh, Giám đốc, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Vân, trưởng phòng đào tạo. Về phía Trường Đại học Kinh tế có Tiến sĩ Trương Tấn Quân, Phó Hiệu trưởng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Tính, trưởng khoa Kinh tế Phát triển, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Châu, Phó trưởng khoa Kinh tế Phát triển, Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng, Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Tiến sĩ Trần Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng khảo thí, Tiến sĩ Nguyễn Quang Phục, trưởng ban tổ chức cuộc thi cùng đông đảo các bạn sinh viên trong toàn trường. Đêm chung kết là cuộc đua tranh của 10 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các sinh viên trong khoa Kinh tế Phát triển. Tại đêm chung kết, các thí sinh đã trình bày về chủ đề đã bốc thăm trong vòng tối đa 7 phút và trả lời một số câu hỏi từ ban giám khảo. Thông qua nội dung các phần thi, bằng sự tự tin của các thí sinh đã thể hiện được sự hiểu biết, tài năng và phát huy được những kiến thức đại học và năng lực hùng biện bằng tiếng Anh của bản thân. Kết quả đêm chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh Fast English Speaking Contest năm 2016 với giải nhất đã thuộc về thí sinh Đặng Thị Thanh Hương, lớp K48, Kinh tế Tài nguyên Môi trường. Giải nhì đã thuộc về thí sinh Trần Thủy Tiên, lớp K49, Chương trình Tiên tiến. Giải ba đã thuộc về thí sinh Hoàng Lê Minh Trang, lớp K48D, Kế hoạch Đầu tư. Và hai giải khuyến khích đã thuộc về thí sinh Trương Thị Thu, lớp K46, Chương trình Tiên tiến. Và thí sinh Nguyễn Bình, lớp K46, Chương trình Tiên tiến. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Fast English Speaking Contest năm 2016 do Khoa Kinh tế Phát triển phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES đã chính thức khép lại và thành công rực rỡ. Với một tuần diễn ra cùng những hoạt động sôi nổi, phong phú, hấp dẫn, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của đông đảo sinh viên trong Khoa Kinh tế Phát triển cũng như nhận được sự đánh giá rất cao của sinh viên trong toàn trường. Có thể nói, cuộc thi đã tạo ra sân chơi lành mạnh, phát huy tính năng động sáng tạo của sinh viên kinh tế, cũng như cải thiện động cơ và nâng cao nhận thức học ngoại ngữ của sinh viên. Đồng thời, cuộc thi đã trở thành một phong trào khuyến khích học tập và sử dụng tiếng Anh trong Khoa Kinh tế Phát triển nói riêng và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế nói chung.